Vâng, tôi lại có một mẫu ly rất độc của Nhật Bản đây. Đây là hãng Clarion. Hãng này thì tôi đã bán khoảng 4-5 lần, bán loa và cả âm ly. Nó rất ít khi xuất hiện ở Việt Nam, nhưng nó là một hãng âm thanh rất lớn bên Nhật Bản. Nếu các cái sản phẩm này, nếu bác nào mua ô tô của Mitsubishi, nó hay có loa đầu đĩa của cái hãng này, Clarion. Nó là một hãng âm thanh rất lớn của Nhật, nhưng nó không xuất khẩu sang Việt Nam nhiều. Nếu mà nói về thông dụng là hiện tại bây giờ là nó đang làm cái bức món đầu DVD cho cái hãng Mitsubishi và các hãng ô tô. Nó nổi tiếng về đồ âm thanh ô tô. Âm ly này có nó như là một âm ly karaoke, chức năng nghe nhạc. Đây đang cắm mic nha, tôi đã cắm sẵn và sẽ chỉnh nói qua đã rồi sẽ test các chức năng mời các bác xem. Con này tôi bán giá là 3 triệu đồng. Con này nó không có cái nắp các bác nha. Không có cái nắp. Nhập về nó không có nắp. Bán giá 3 triệu thôi. Bề ngang thì nó nhỏ xinh, bề ngang là 36 cm, còn bề sâu 40. Rất nặng. Rất nặng luôn con âm ly này. Hàng cực kỳ độc luôn. Cả nghe nhạc cả karaoke. Nghe nhạc thì cực kỳ hay rồi, bởi vì nó là âm ly Nhật, nó hay hơn rất nhiều so với âm ly nghe karaoke của Hàn Quốc. Độ nghe nhạc ấy. Đây tôi sẽ nói qua các chức năng. Âm ly này có chỉnh bát chép ở chỗ này. Đây là bát, đây là chép này. Chỗ giữa này. Còn bên này là, đây là bát chép cho cái mic số 1, bát chép mic số 2. Đây là echo tổng, echo. Còn đây là volume mic, 3 mic. Mic 1, mic 2, mic 3. Còn đây đường vào âm thanh. Con âm ly này cực kỳ khỏe và gấu luôn, rất nặng. Xin nhắc lại giá là 3 triệu đồng. Hàng cực kỳ độc để chơi, để sưu tầm. Có cầu chữ U. Đường vào tôi đang cắm tín hiệu nhạc là AUX. Còn đôi loa trên, đôi loa dưới trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Hàng zin 100%, 150W điện 100V sản xuất tại Nhật. Nó là quá độc luôn. Hình thức còn tương đối mượt mà. Tôi sẽ mở cái nắp ra rồi sẽ test chức năng. Tôi sẽ mở to rồi sẽ test chức năng karaoke cho các bác. Alo thử. Hai tản nhiệt và ngùa sò rất gấu. STK. Cái âm ly mà nó có cái STK này thì nó cực kỳ khỏe. Hai tản nhiệt. Hàng zin 100% luôn. Karaoke nghe nhạc. Tản nhiệt đây. Nguồn rất to và nặng. Nói là hàng cực kỳ độc luôn. Rất gấu nội thất bên trong. Tôi sẽ test phần vang vọng. Mở to nhạc đã. Đôi ta bây giờ dù xa cách. Nói chung nhu cầu đơn giản, hát hò đơn giản vô tư trên cái âm ly này. Tôi đang ghép đôi loa bát 30. Anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời. Nói là nghe nhạc quá hay luôn. Tôi sẽ chỉnh phần vang vọng. Bỏ sang chế độ nhạc đi đã. Chỉnh gì? Alo. Đấy, vang vọng khá là ngọt ngào luôn. Cái là loa nó để rất gần và một tay tôi điều khiển nên là nó vẫn phải có tiếng rít. Dù gì âm ly karaoke nó vẫn phải có rít các bạn nha. Nhưng nếu mà mình để loa nó cách xa rồi sẽ chỉnh chọn chuẩn thì nó sẽ đỡ rít đi. Alo, 1, 2, 3, 4, alo, lô, lô. Chỗ này là echo, đúng lại là echo. Đúng lại. Còn bên này là volume mic. Cho từng mic 1, bên dưới là chỉnh bát chép cho mic. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Con này là Clarion 6500A, tôi bán giá 3 triệu đồng. Xin cảm ơn. Nói chung các chức năng đang test hoạt động hoàn hảo. Có thêm phần hát karaoke thì nó thêm phần thú vị thôi. Chứ còn các bác mua con âm ly về nghe nhạc thì cực hay rồi vì nó khỏe. Tôi sẽ chuyển về đường AUX đang đấu nhạc. Xin em tin rằng đôi ta bây giờ dù
là nó nghe nhạc quá khỏe, quá hay luôn. Hàng rất độc, khẳng định các bác, hàng cực kỳ độc luôn. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại.